Từ năm 2021 đến năm 2023, toàn tỉnh Long An huy động hơn 100.700 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, việc huy động người dân, cộng đồng, dân cư, đóng góp xây dựng nông thôn mới thực hiện theo phương châm dân chủ công khai minh bạch, không để xảy ra tình trạng quá sức dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, vốn ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho chương trình hơn 1.027 tỷ đồng chiếm 1%, vốn lòng ghép hơn 3.400 tỷ đồng chiếm 3,4%, vốn tín dụng 95.500 tỷ đồng chiếm gần 95%, vốn doanh nghiệp hơn 55 tỷ đồng chiếm 0,1%, Quy động từ người dân và cộng đồng hơn 722 tỷ đồng chiếm 0,7%, gồm tiền mặt, ngày công và hiện vật. Ngay khi chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ ban hành, tỉnh Quỹ Long An lãnh đạo chỉ đạo triển khai đến các sở ngành địa phương, nổi bật là phong trào thi đua dân dân khéo trên các lĩnh vực với hơn 250 mô hình tiêu biểu được ghi nhận, góp phần tích cực để diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, nâng cao tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới, cải thiện rê, RDB bình quân đầu người đạt khoảng 95 đến 100 triệu đồng một người một năm và giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống dưới 1%.